Vâng, hello mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình, chúng khám phá cổ cáo Nhật Bản. Thì hôm nay mình lại tiếp tục quay trở lại cái hồ nhỏ nhiều quả ấu ở trên núi trong rừng tre này, để mình săn cá lóc cho mọi người xem. Cái hồ này rất nhiều lóc, nhưng mà do thời gian này là quả ấu rất nhiều, chút nữa mình sẽ review lại cái quả ấu cho bạn xem. Thì bây giờ mình đang ở trong phía rừng tre thì nó hơi tối. Thì hôm nay do mình tranh thủ ấy, thì mình cũng không mang được nhiều cần với nhiều đồ ấy. Thì mình chỉ mang mỗi cái cần 5 a dự 4 khúc, con máy ngang con quét bản DC 201 và dù PE 3 chấm, và con mồi do mình sản xuất đấy các bạn nhé. Con này 3.5, bản 3.5, 3.5 cm. Thì mình sẽ xuống ở thế này để mình cho các bạn xem. Các bạn cùng theo chân mình đi xuống nhé. Đây các bạn, cho các bạn xem cái hồ nó nằm ở dưới này. Thì bây giờ mình phải đi xuống dưới này. Thì mình cái góc này nó còn một chút, góc này là không có quả ấu được các bạn, và nó cũng dễ câu hơn. Nãy mình thấy cá nó nằm ở dưới này, nó đớp thì các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ đánh ở góc này. Cái này địa thế nó hơi dốc ấy, hơi dốc cho nên là mình còn mỗi góc này là nó hơi dễ đánh các bạn nhé. Thì cá nó sẽ vào cái khu này nó ăn. Thì bây giờ mình sẽ đánh và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ném làm sao cho con mồi nó đi là ở dưới này mà nó không bị vướng ngọn cây, để mình chơi những cái địa hình nó không được thoáng, địa hình nó vướng ngọn cây thì mình ném nhất nữa. Thì các bạn cầm máy ngang, các bạn cầm bao giờ phải cầm cái tay, cái cò máy ngang này nhé. Cái cò máy ngang các bạn đưa vào kẽ này, kẽ nó áp út này. Các bạn cầm ba ngón trên và cái ngón cái các bạn ôm lấy con máy này. Và cái tay các bạn bao giờ cũng phải để cái cần, cán cần nó nằm dọc lên, để khi mình ném để mình làm chủ được cái cần câu của mình, cái con mồi của mình mới lái đi được. Và bao giờ cái tay của mình phải nắm lên út cần, cán mút cán cần này để mình lái con mồi các bạn nhé. Đấy, trước khi các bạn ném thì các bạn nên bung mà các bạn ạ. Sao mà lại bung được chứ? Thưa các bạn, nó đớp con mồi, mà con mồi do con mồi nó bị đóng vào cái body ấy. Sao mà lại bung được? Do là đây cái gầm cây các bạn.
tiếp các bạn. Chỗ này nó sợ rồi, mình sẽ đổi sang bên kia các bạn nhé. Các bạn mới có thấy không? Nó vướng một cây rồi. Lên được, lên được ngay em hàng khủng các bạn nhé. Các bạn thấy không, tuyệt vời. Để mình cân cho bạn xem con này phải 3 cân mấy các bạn.
Đây các bạn nhé, con này 3,4 cân nha các bạn. Cái này của mình bắt 2 lạng nhé, còn lại 3,2 cân các bạn nhé. Đây các bạn, đây các bạn thấy không, 3,4 cân 70, gần 3,5 cân. Đây các bạn, thì mình ném nó lên ngọn cây, lúc này là mình thấy nó cứ nhóm cái bèo rồi, là mình biết là nó có rồi. Thì chỗ này nó vào rất nhiều các bạn nhé. Quan trọng là kinh nghiệm của mình có đủ để mình bắt nó không thôi. Lúc nãy mình bung một con do là nó mình ở trong cái gầm cây ấy, ở trong cái gầm cây nó mình không đóng được nhạnh thì dẫn tới nó không sốc được lưỡi vào con cá, nó bị bung, nó san tô, nó bung, nó san tô thì khi nó san tô mình không viết được cần để mình căng dây á, nó trùng dây cái nó lắc cái nó sẽ bung. Đấy, cho nên là mình chuyển chỗ sang cái chỗ này mình thoáng hơn. Lúc nãy nó đã dí theo con mồi mình thấy rồi, nên mình ném lên cái cây thường thường là cá. Khi mình ném lên cây nó rơi con mồi xuống á, là mình kéo nhớp lên thả xuống, không là nó tưởng là con côn trùng ở trên cây nó nhảy xuống, con nhái hay con bọ ở trên con ve trên cây nó nhảy xuống, nó sẽ ở dưới nước nó sẽ lao lên nó đớp. Đấy là tỷ lệ được cá rất chưa cao. Thì mình đã thành công, mình ném lên với kinh nghiệm của mình thì con này 3,5 kg. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi tôi. Tiếc là mình không có caramel để mình cho các bạn xem nó cái chất lượng của cái hình ảnh và cái góc quay nó tốt hơn, thì các bạn cũng thông cảm cho mình. Mình sẽ cố gắng tới mức tốt nhất có thể để phục vụ quý vị các bạn. Thì các bạn xem thấy clip của mình hay bởi thì hãy nhớ cho mình xin một like, một lượt chia sẻ kênh để cho nhiều người biết đến kênh của mình, thì mọi người cùng trải nghiệm cái cảm giác câu cá ở Nhật Bản thế nào. Thì như các bạn quan tâm tới kênh của mình thì nhớ đăng ký kênh của mình để xem clip khi mình ra clip mới, các bạn không bị bỏ lỡ. Cảm ơn các bạn. Một cái nhấp tay thả tim các bạn đối với bạn rất bình thường, nhưng đối với mình rất là quan trọng. Mình thật sự là cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi ủng hộ mình trong thời gian qua. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều. Đây các bạn, nó nuốt trọn con mồi của mình vào trong này luôn. Đây là mồi mình đi câu thì thường thường mình câu bằng mồi của mình các bạn nhé. Đây các bạn nhé, con mồi nó nuốt trọn con mồi trong luôn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn cùng xem mình hôm nay mình sẽ chinh phục được bao nhiêu con nhé. Đây là khủng các bạn nhé. Con này Tiếp tục một em hàng khủng các bạn ạ. Em này mình định về rồi, nhưng mà vẫn gặp may thì lên thêm một em hàng khủng nữa. Bây giờ mình sẽ
kẹp cho các bạn xem nhé. Đây các bạn, tiếp tục một em hàng phải nói là hôm nay được hai con khủng. Con này cũng tương đương với con trước các bạn, con này cũng cũng tầm một cặp như con trước. Và bây giờ mình sẽ tháo con mồi ra xong mình mới cân cho các bạn xem nhé. Con này nó cực kỳ khỏe các bạn ạ. Con này nó cắm vào cái quả ấu ấy. Cá bên này nó to mà cái kim này. Con này nó nuốt khá sâu các bạn ạ. Con này mình phải lấy cái cây mình banh cái mồm, hôm mình chưa mua được cái cây banh mồm các bạn. Nó dày khỏe kinh các bạn. Những lúc như thế này mới cảm thấy là cái ấy nó mới quan trọng các bạn. Cái cây banh mồm nó mới quan trọng đến mức độ nào. Các bạn không? Nuốt cực kỳ sâu các bạn. Toát cái mồ hôi các bạn không đơn giản đâu. Bây giờ mình sẽ cân cho các bạn xem. Em này bao nhiêu cân? Đây các bạn nhé. Bạn thấy không? Ba ký 5, 6, 10 các bạn nhé. Còn lúc nãy là ba ký, à con này, đây các bạn, ba ký hai trong mười. Con này nhẹ hơn con kia 3 lạng. Con này nhẹ hơn con kia 3 lạng. Bây giờ mình về các bạn, nay mình ra mình may mắn được hai con to, được hai con khủng long, thì bây giờ mình cho các bạn xem. Hôm nay quả là một ngày may mắn. Mình bây giờ mình phải về tối rồi các bạn ạ. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Tiếc rằng mình không có caramel để quay lại cái khoảnh khắc gọi là mình ném mồi thế nào cho các bạn xem, nó cái cảnh quay nó hấp dẫn hơn. Thì cảm ơn mọi người. Thì cũng rất mong mọi người thông cảm cho mình. Cá nó khỏe lắm ạ. Con cá 3,5 ký, à 3,5 ký, 3 ký 3 này. Hai con gần 7 ký thì mình hôm nay mình ra được hai con gần 7 ký thì mình về được. Về mình tắm rửa, mình nghỉ ngơi để chuẩn bị cơm nước. Thì cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo. Rất mong được sự ủng hộ của mọi người và sự thông cảm của mọi người. Cảm ơn mọi người đã quý mến mình. Hẹn gặp lại mọi người ở một clip tiếp theo nhé.
cây cần này phải nói là cực kỳ may mắn với mình các bạn, mình rất thích nó, cái cần cái máy này nhất thích hợp phong thủy với mình. Các bạn thấy cá tầm 3,5 kg mình kéo bổng lên, mình không phải suy nghĩ gì, cần máy chỉ cần dù là ok, nữa là ok. Câu cá là nó đòi hỏi sự may mắn các bạn, chứ không không cần phải kỹ thuật nhiều đâu, may mắn là chính thôi. Thì các bạn là chúc các bạn là có những giây phút thoải mái bên công việc, thư giãn không. Đấy, hẹn gặp lại mọi người, bye bye, chào mọi người nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều.